好得很，好得很。他还记得你的味道。那猴活着的时候，只知四处求人，哭哭啼啼。死了还祸及子孙，引得你们一个个送上门来。我这大包都快装不下了。康金龙，你法性已通，出来帮为师试试他的成色。看看这只猴子是否够格做我的弟子。这回来的rồi, anh em hiện giờ thì tôi đang ở một cái điểm dịch chuyển, đó là tên là Phù Đồ Giới và Thượng Tầng nha anh em. Đây anh em có thể coi hình để mà so sánh. Thì ở ngay cái chỗ miếu này nè,
thì ở phía sau này nè anh em, nó có một cái vật đấy, và anh em nhìn xuống dưới đó chính là nó có một con boss ở dưới kìa, và con boss đó là con boss sẽ mở tất cả những cái phong ấn màu tím vậy nè. Đây, nếu như mà anh em hạ được nó thì nó nằm trong cái chuỗi quest để mà anh em có thể lấy được cái cây thương, cây giáo Chubai Spear đó anh em, của cái thằng tù nhân mà lúc đầu mình gặp nó nói chuyện với mình. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ xuống để mà thử sức với nó nha. Chúng ta sẽ nhảy xuống luôn nha anh em.
Ok, và đây là con boss thứ hai trong cái bốn cái con boss để có thể làm hoàn thành cái chuỗi giáo Chu Bay Spear nha anh em. Chúng ta sẽ đánh tất cả bốn con ma tướng xong sẽ trở lại gặp thằng tù nhân thì sẽ được cái cây giáo, sẽ được cho cây giáo nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục lên đường theo cái cốt truyện nào.吉猴兄弟，来，先坐下。那怪，黑毛赤尻，面相尖顽，可不好捉。你虽有些粗浅修为，但这极北之地，天寒地冻，胡乱清造，性命难保。今日既有缘再见。 我便教给你一招防身御寒的小神通。我非一般人，死非一般火。以后无论伤了、累了、冷了，就用棒子在地上画个圈儿，凭他什么虎豹狼虫、妖魔鬼怪，哼，锯末赶尽。 元帅还是不肯归顺吗？再忍一时三刻，怕是就要化为门形了。<笑>好妹妹，里面凉快得很呐，就等你进来与我一起双修了。元帅说笑了，你若放下执念，我自然会选师傅放了你，到时便可同修大道。哎，我可消受不起。 看来那老贼得了师兄的玩意儿，果然功力大涨，连你这冬天小官都被训得服服帖帖。不过听这动静，天命人已平了塔下的金锁。好妹妹，估着这金疙瘩要等不到你师傅来拆喽。这金铙是祖师爷的法宝，小小天命人，如何破得了？
怎知这下面是他？什么蛇不知鬼不鬼的，刚刚闻到一股骚味，这味道好生亲切，忍不住敲锣迎接。师父吸你父性，饶你一命，让你在浮屠塔底清修。既不识相，小西天的极乐之境，怕是与你无缘了。 没说错，猴子最是冥顽，倒也无妨。这金脑，休想打开！
当棉花使呢，拖拖拉拉的，老朱我在里面都快咽硬了。让开让开。我呸，人不人鬼不鬼的婆娘，不想想当年在天上我几时拿正眼看过她。要是这副模样，毛脸毛眼尖嘴缩腮全长着命大。又是个哑巴，算了算了，正事要紧。这只老龟我倒有几分交情。OK, �ừa rồi là tôi đã tiêu diệt được em gái xài xét rồi anh em. Nếu như mà chúng ta quay trở ngược lại thì sẽ có một cái điểm safe, đây có một cái miếu ở gần đây. Và ngay gần đây luôn em, thì chúng ta có một con boss ẩn, đó là anh Long, nằm trong bộ tứ anh Long nha. Đây địa điểm thì nó nằm ở khổ hải quy đảo nha anh em. Chúng ta sẽ đi một vòng theo tôi nhớ thì chúng ta sẽ đi về phía bên phải nè anh em. Đây rồi, Vũ Dụ Yên. Đây nó dưới này ngay đây luôn em. Rồi vô chơi luôn. Sư Tú Sư Quản Hờ Cụ. Vũ Dụ.这鸟不拉屎的地方苦了你了，你放心，等靠岸了我一定上去先砸了那小破庙，给你和蛇兄弟报仇。变回石头疙瘩，你呀，空长了许大年纪，哽哽咽咽的成何体统？哎呀，知道知道，哎呦，别哭了，老师在这候着，我去看看你那兄弟怎样了。
Rồi, chúng ta đã tới bên bờ biển Khổ Hải Bắc Ngạn sau khi cưỡi con rùa qua cùng Bắc Giới. Ở đây trên bờ biển này nó có khá là nhiều bất ẩn đó anh em. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi qua phía bên phải. Ở đây có một con boss, chúng ta cùng đi đánh nào.想引入轮回，你莫再哭哭啼啼了。追蛇二将竟被折磨成了这般模样，他的泪滴可大有用处。这是他的答谢，你速去收下。Đánh xong con boss đó thì trở lại với bàn thờ ở bên bờ biển. Khi chúng ta đi qua bên trái trở lại anh em, thì đây ở dưới bờ biển kia chúng ta có thể thấy một con rồng đang đứng đó. Thì đây là con rồng sẽ mở cho chúng ta cái map ẩn ở cái chapter 3 này. Chúng ta cũng sẽ vô xử nó luôn. Quái sự, lâu y vị lão miêu. Hoàng mây mò bù sẽ bà lão chú cái chú 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 你叫舒展，大鱼点小。哎呀，老朱，这下老朱不得不给你养老送终了。死了算了，神
些做不成，又被你这猢狲欺负。哎呦，哎呀，老夫横竖是动弹不得了，非吃一颗虚狗老弟炼制的还魂丹药不行啊！哎呦，你怎么还在这儿啊？啊，疼啊，疼啊！哎呀，我这小仙被别无所。OK, sau khi đánh nó xong thì nó sẽ nhờ chúng ta đi lấy một viên tiên đan để mà chữa trị cho nó. Thì lúc này anh em chúng ta sẽ khoan đi anh em. Cái quest này lát nữa tôi sẽ chỉ tiếp, bởi vì ở ngay bên đây luôn, nếu như anh em đi lên cái miếu này nè, anh em sẽ có thêm một cái quest ẩn nữa. Và cái quest này nó có liên quan tới cái anh em có thể mở được cái good ending không nha, cái kết cục mà Ngộ Không tháo bỏ vòng kim cô ấy. Chúng ta cùng làm luôn nha anh em. Đến đây thì chúng ta sẽ nói chuyện với nó, và anh em phải nên nhớ chúng ta phải nói chuyện cho nó, nói hết những cái câu mà nó có thể nha, cho nó lặp đi lặp lại thì mới là xong nha anh em. 都说此地若又入险境，西岐这冰天雪，西岐这。Đây nó đã bắt đầu lặp lại những câu nói thì lúc này thì mới xong. 西岐这冰天雪。OK. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với cái quest của con rồng hồi nãy nhé anh em. Thì đây để tôi fast travel trở lại cái miếu thờ đây. Đây con rồng đó nó kêu mình đi gặp cẩu lão đệ, và cái thằng đó chính là cái thằng chuột chế tiên dược tiên đan ở bên chapter 2 đấy anh em. Chúng ta sẽ trở lại với chapter 2 Hoàng Phong Lĩnh, và nó sẽ ở toái, tôi không nhớ nó đâu nữa. Đây anh em, địa diếu nha, đây chính nó anh em, ngọa hổ tự và địa diếu. Anh em có thể nhìn hình để đối chiếu nha. Đây anh em phải nhớ làm quest cho nó xong thì nó mới xuống đây, mới gặp nó ở đây nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nói chuyện với nó. Đạo tổ từ bi, tôi xin nói, định là lão thầu chi phu đi rồi. Hảo hán mua quái tội, tôi hai người là cựu tướng sĩ, ta đi khí chi, tôi thay thú vị không qua. Chớ lão long thần lý nhân tại, chính là chán tôi cái đan là. Đây chúng ta đã nhận được kiên cốt hoàng anh em. Rồi chúng ta đã được cái kiên cốt hoàng rồi anh em, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chế nha. Đây chính là cái này đây anh em, kiên cốt dược tôi đã có sẵn rồi, nhưng mà cái lúc mà anh em làm nhiệm vụ thì nó chỉ cho nguyên liệu thôi, anh em phải nhớ chế cái kiên cốt dược nha, xong sau đó đem qua cho cái thằng rồng bên kia. Chúng ta sẽ trở lại nha. Rồi chúng ta đã vào bên trong tiên cảnh anh em. Thì đây đại khái là một chỗ để chúng ta có thể trồng cây nuôi cá và luyện tiên đan. Ở trong cái map ẩn này nó có một con boss, đó là con Jin Tiger. Đây chính là con thợ rèn này anh em, chúng ta sẽ cùng nhau đánh nó luôn nha. Nó chính là cái thằng sẽ nâng cấp giáo chủ cho mình, nhưng mà nếu chúng ta thích thì có thể thử sức với nó. Xuyên hoa sao thí, chỉ ra lại là đao đã 好了，手痒得很，正愁没人来试。话说前头，我这刀铜交铁铸，
着碰着，概不负责。旁门左招。Rồi bây giờ thì trở lại với bờ biển và chúng ta sẽ tiếp tục đi theo tuyến tính của cốt truyện nha. Sau một hồi trượt tuyết thì tôi đã tới điểm khoái hoặc lâm anh em. Đây ngay chỗ này thì anh em có thể thấy ngay cái cổng ở đây có một con yêu ma nó đang nằm đây, chúng ta sẽ nói chuyện với nó nha. Và cái con này nó sẽ là nằm trong cái quest mà con cáo anh em, con cáo trả thù ở chapter 2, cuối chapter 2 mà anh em thấy đấy. Thì chúng ta sẽ nói chuyện với nó nha. Và anh em nhớ là phải nói chuyện với nó
hết luôn nha anh em. Nói tất cả các câu cho nó bắt đầu nó lặp lại giống như những cái quest nói chuyện khác. Nhân xiang tai shen, khẩn cầu quan ren, qu wo mao fa, hóa thân qian wang, jian ta yi jian, jie huo xin zhong kun khu. Tôi biết nó nằm ở trong thiên điện. Có lão quan nhân, đợi tôi đi gặp nó. Rồi, nói chuyện xong thì chúng ta sẽ được cái phép thần thông biến thành con cáo. Thì để sau này thì chúng ta sẽ hóa cáo và nói chuyện với ông thầy tu, một ông quái tu anh em. Nhưng mà nó sẽ nằm ở gần tới endgame luôn. Chúng ta chưa tới được, để sau nha. Rồi, ở khu vực này á, là một khu rừng cho nên là những cái boss ẩn nó sẽ nằm rải rác xung quanh và khá khó, cho nên là những cái điểm nào đánh boss thì tôi sẽ đi tới cái điểm miếu gần nhất và chỉ cho anh em nha. Đây, ở ngay cái miếu này luôn, có một con boss ẩn, đó là một con ếch anh em, và nó rất gần luôn, có cái chỗ này mà có khá nó để ẩn đó anh em, cho nên là mình không để ý. Đây anh em có thể đi về phía sau sẽ thấy có một cái kẽ hở ngay đây anh em, chúng ta hãy cứ đi vào xuyên qua một cái là sẽ gặp ngay con boss ếch, nó đang ở giữa hồ. Rồi, vô tiêu diệt nó luôn nha. Và cũng từ cái vị trí này anh em, chúng ta sẽ bắt đầu, nó có rất là nhiều hướng cho nên là chúng ta sẽ bắt đầu từ cái hướng này nha. Đây anh em có thể, tôi sẽ tua nhanh anh em để cho qua, tại vì khúc này tôi chỉ chạy thôi, nhưng mà anh em theo dõi cái đường đi của tôi nha. Đây, khi tới một giao lộ, bên trái có một cây cầu và bên phải có một ngã rẽ, thì nó có một cái miếu ở ngay đây luôn. Đây, từ cái miếu này nó tên là Vô Ưu Giảng. Đây thì cái từ cái miếu Vô Ưu Giảng này chúng ta sẽ đi tiếp lên đây, chúng ta sẽ gặp một con boss ẩn. Đây anh em, chính là con bất đăng này.
Sau khi đánh xong bất năng thì chúng ta cũng trở lại từ cái miếu ở gần đó, là cái miếu vô ưu giảng này anh em. Thì chúng ta sẽ đi tìm vị trí của một con boss lúc đầu mà chúng ta đã cứu nó. Đây, nếu như anh em đi theo hướng này ở cây cầu này chúng ta sẽ đi qua, hoặc là anh em có thấy ở cái phía dưới này này có một cái dòng sông dưới này nè, chúng ta cứ đi xuống luôn anh em. Đây, nhảy xuống luôn. Ok, và chúng ta cứ đi dọc theo con sông này nha. Chúng ta sẽ đi tới cuối con đường dễ nhận ra nhất, đó là có một cái chuông và một vài thằng nó đang đứng ở đây. Đây, có hai đốm lửa hai bên. Dưới này nó có một cái vật, là anh em hãy đi xuống, chúng ta cùng nhau nhảy xuống nha. Ok, chúng ta tới một khoảng không rất là lớn và dĩ nhiên nhìn là biết chỗ đánh boss rồi anh em. Nhưng mà hiện giờ thì vào đây thì không chơi, con boss nó chưa xuất hiện anh em, bởi vì chúng ta còn một bước nữa, lát nữa tôi sẽ chỉ cho anh em. Bởi vì chỗ này nó khá gần thuận trên đường đi cho nên là tôi hướng dẫn luôn. Ok, chúng ta nó có một điểm xem ngay đây luôn. Đây, nó tên là Qua Điền anh em. Đấy, sau này sau khi mà nói chuyện với thằng boss kia một lần nữa thì trở lại đây chúng ta sẽ được đánh nó nha. Rồi, hiện tại thì tôi đang ở điểm dịch chuyển ở Cực Lạc Cốc và Nghiệp Tháp Lâm. Đây anh em xem hình để đối chiếu nha. Nghiệp Tháp Lâm thì cái khu vực này á có một con boss ẩn, anh em đi theo hướng của tôi mà tìm nha. Thank you.
Rồi ở cái vị trí điểm dịch chuyển này nè anh em, nghiệp tháp lâm, đây chính là chỗ này. Thì chúng ta sẽ là cái chỗ thứ hai mà chúng ta nói chuyện với thằng này nha. Nó sẽ xuất hiện ở đây và anh em phải nhớ đây, nó đã than lạnh lạnh quá kìa. Và anh em phải nhớ để mà nói chuyện với nó thì chúng ta sẽ đổi qua cái phép, chọn phép thần thông. Đây cái phép vòng lửa này anh em. Ok, chúng ta sẽ đi lại gặp nó ở ngay phía sau lưng mình thôi, ngay đây nè anh em. Rồi, chúng ta sẽ đứng đây và thi triển phép lửa cho nó xem nhé. Lúc đó thì một đoạn phim cắt cảnh sẽ hiện lên. Hóa, 这边暖和多了。听闻这山中有片瓜田，吃上一口，这是这天寒地冻的，找寻起来是。OK, chúng ta cũng sẽ nói chuyện cho tới khi mà nó hết luôn nha anh em, cho nó bắt đầu nó lặp lại những câu cũ. 瞧见一个胖头娃，那人跑到崖边，却听得崖下的那人。 Rồi như vậy là xong. Và bây giờ chúng ta đã có thể đi gặp nó và đánh rồi đó anh em. Và anh em có nhớ cái điểm đó không? Chính là cái điểm dịch chuyển mà tôi đã nhảy xuống vực và tìm ra ấy. Đây nó chính là chỗ đây anh em, qua điền.三番两次是你，竟都是不分好歹的愚善。大哥也有看走眼的时候，小小伎俩便能轻松骗来，你根本做不成天命人，还是早登极乐吧。 事情已了。
来日再会。果然有慧根，放松些，这里可没有假道场的絮絮叨叨打打杀杀。哦，好瓜熟了，尝尝。可别瞧不上这瓜，当年孙悟空就是用它炸了我那小童。来，进前来。既然寻到这里，有一样他俩都不会的本事，我可传授于你。手，禁字法，不杀敌，只克己，妙用何在？你自会明白。有位孙悟空的故人来找过我，说想清静清静，我便送他去了浮屠塔，你可曾拜会？都说你是天命人，可这命若游了天，还有什么意思呢？OK, cũng từ cái vị trí miếu thần tự môn này chúng ta sẽ đi làm luôn quest của con cáo nha. Anh em có nhớ lúc trước là chúng ta đã nhận được cái phép biến thành cáo rồi đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh một đoạn đường khá dài, cho nên tôi sẽ tua nhanh nha. Thank you.
Ok, và thằng boss nó nằm ở trong cái gian nhà này anh em. Trước khi vào, tôi khuyên anh em hãy biến trở lại thành cáo đi anh em. Thì lúc đó chúng ta sẽ được xem một đoạn phim cắt cảnh nha. Ok, khi vừa đến đại điện và đây anh em thấy hai cái thằng cốt đột bự khổng lồ này thì nếu như anh em đi vào phía phải nè anh em, đây có một cái gian nhà thì trong đây nó có một con boss. Chúng ta đi vào đánh luôn thôi. Yeah.
当何罪？笨货，也被那老贼抓到了。这大包比以前邪门多了，竟养出了此等厉害妖物。估摸老贼借了大师兄的道行，把这破袋子又缝补了一番。聂启生，先杀出去再说。聂处，俺去这云南会议上，世尊说终生之不以不成器。放群众，定我说放屁，指我一把，不杀生，仇恨，无止境，都大将我如我，不听一句有情之意，不忘于梦还苍。不禅修，又不长，过不长，但乐繁华长而不贪恋。
诸行无常，诸相迷障，拿剑出鞘，我已成佛。与彼之身，是彼之道，因果循环，报应不爽。活着绝也，你有决心定能成佛。有天三千四众无数，皆为你准备，任你杀戮。六道众生谁无杀心，何况天也杀人，地也杀人。受伤，我黄梅只为自己。
我为父，那只要再用一次那猴子的宝贝。孽畜早先拐了我的宝贝下界，又借大圣之力把我的后天袋儿炼成了销魂夺魄的邪宝，还化作我模样，假我之名诓来了许多旧仇，一心逞能报复。哎，大肚皮，我早该猜到是你。恕罪恕罪。哼，拐你一次我信，拐你两次猪都不信。我也不信，谁知这孽畜胆子这么大。我本要亲自收他，不料两位施主先到，不能，你自是福大命大，而他年纪轻轻竟如此了得，这回或许没看错人。莫讲这些不帮衬的话，你那黄眉小儿失足淹死是小，大师兄的东西若是丢了，再找寻起来就难了。你那九齿钉耙，且借我用用。